đây thì có dân tộc người Việt và người Chăm, người Miên, người Campuchia đó cũng sinh sống bằng cái nghề cá. Tôi thì cũng dân câu thả lưới. Thì nghe ông bà kể về Bún Bình Thiên đồ, nói là cái bún kêu tên Bún Bình Thiên vậy thôi, chứ cũng không kể gì cho mình nghe về cái sự tích của bún này. Tôi tên Võ Văn Lợm, là 60 tuổi. Tôi làm nghề bắt cá cũng mười mấy hai chục năm rồi. Mùa này là chủ yếu là mình đi chài, dân lứ. Ở đây mùa này là cá linh là nhiều. Đi chắc cũng chắc. À, muốn vào phía cái mình chài, chài tới sáng cái bắt đầu là cá nhiều. Lứ mình mua, xài cả chục năm đó. Cũng như tháng 2, tháng 3 khách du lịch đồ người ta cũng đi tham quan, cũng như chạy vòng vòng cái Bún Bình Thiên này nè. Cái mực nước với cái độ sâu ở đây nó không ổn định được. Có chỗ thì nó sâu 6 mét là cao nhất, rồi có chỗ thì 3 mét, rồi có chỗ thì nó cũng 2 mét.